ngôn ngữ giống như dao nhọn vậy. Nó giết người ta trong vô hình, vì hành vi của các thầy mà tăng đoàn của chúng ta không thể yên tĩnh. Ta nghĩ trước tiên các thầy hãy nên giữ bình tĩnh lại. Bây giờ mọi người hãy trở về tiếp tục tu tập. Nếu các thầy thật sự hiểu rõ chánh đạo, dùng tâm để lãnh hội, thì như vậy lòng ngã mạn, đố kỵ, phẫn nộ, tự đại của các thầy sẽ không thể bùng phát như vậy.